Chào các bạn làm cây cảnh vải nha. Năm nay Leo Văn Minh mình thất bại rồi các bạn ạ. Tuy nhiên mình đã đăng YouTube. Ở đây không chỉ là chia sẻ mà chính cho bản thân mình. Dạo này mình đang bận tổ chức trưng bày cây cảnh của câu lạc bộ hoa quả cảnh Nhật Thành tại nhà văn hóa, cho nên mình ít thời gian để ý đến vườn. Tuy nhiên đây có bạn chia sẻ là vải lộc non mình khoanh nó như thế nào, thì như đầu video mình nói năm nay mình thất bại rồi, nhưng mình sẽ quay lại để anh em và các bạn tham khảo sự thất bại của mình để làm kinh nghiệm cho các bạn. Đây là những lô những cây gần vườn cây cảnh nhà mình khoanh thời gian đầu tháng 11 rất là sớm các bạn ạ. Và mình đứng lên mình quay còn như nào các bạn nhận xét nhá. Thì năm nay từ ngày mùng 1 tháng 8 mình đã nhận xét là năm nay năm 2023 24 là một năm vải thiều mất mùa. Đấy. Mình đã đoán được trước. Tuy nhiên mình không nghĩ nó mất mùa nặng mức độ như thế này. Bây giờ mình sẽ đứng lên hái cây. Thì tối rồi. Thật ra hôm nay là mình giao lưu trong hội hoa quả cảnh. Cho nên mình uống một chút rượu, cho nên có gì nói nó không chuẩn mong các bạn thông cảm. Mình vừa đeo đèn pin là mình quay. Thì là một năm vải nó vô cùng khó làm. Nhiều anh em là 19 trở lại nhưng phải đâu. Năm nay khó hơn năm 19 rất nhiều. Khó như nào các bạn quan sát cái vải như mình. Các bạn nhìn thật kỹ nhé. Hoa nó vô cùng còi cọc, héo, úa. Đây, héo lắm các bạn ạ. Ra lâu lắm rồi mà nó vẫn còi như này. Như này bây giờ nếu như vải các bạn như này ra hoa chắc chắn thì các bạn dùng các chất kích thích nhá. Chất kích thích như mình là dùng mạnh nhất vẫn là cái bom flare. Cho nên bom flare bây giờ nó đang sản xuất rồi. Có công ty Lộc Trời. Cái hạn sử dụng nó chỉ trong 24 thôi. Đặc biệt chủ mình là không ai lấy về cả, rất là khó các bạn ạ. Khi chắc chắn đã ra hoa như này thì các bạn dùng cái bom flare. Trong bom flare thì nó có ba cái chất kích thích sinh trưởng. Đó là ghibezilin, auxin và cytokinin và một chất gọi điều chất gọi là ức chế đó là ethylene. Thì người ta gọi chung là khó nhìn quá, gọi là chất điều hòa sinh trưởng có nitroberen. Đấy. Còn người ta không lấy hoặc công ty sản xuất thì mình chịu. Còn người ta không lấy nhiều anh em bên hiệu thuốc bảo vệ thực vật chia sẻ là người ta không lấy, mình nghĩ là do đắt quá các bạn ạ. Đắt quá. Và giá nông nghiệp những năm nay thì nó lại rẻ. Cho nên anh em không lấy về nữa. Đấy. Đắt quá. Đây cây thứ hai. Cây này là cây lộc nhiều hơn. Như hoa các bạn nhìn này. Rất là còi cọc. Đấy, rất là còi các bạn ạ. Thì khu này mình vừa đi qua vườn cây cảnh các bạn đều biết đây gọi là mình gọi là khu vườn gốc mít. Đấy, khu gốc mít các bạn ạ. Thời gian bây giờ mình vừa nói nhỉ, là bà giao bao nhiêu nhỉ? Gần 8 rưỡi các bạn ạ. Ngày 16 tháng 2 năm 2024. Tức là ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Thân, mình gọi là mùng 7 Tết. Mùng 7 Tết các bạn nhé. Em mình quay đây gọi khu này khu gốc mít nhé. Rồi. Hôm nay mình giao lưu uống rượu cũng khá say rồi. Cho nó không chuẩn thì mong các bạn thông cảm. Thì mình có bạn chia sẻ cho nên tối rồi. Giờ bây giờ mình mới có thời gian mình rảnh mình. Thật ra cũng chẳng phải rảnh đâu. Rượu say rồi đáng nhẽ về phải đánh răng còn ngủ đấy. Thì thôi. Quay lại chính cho bản thân mình. Còn những cây vải này là ở dưới gốc mình ghép cái u hồng nhá. Thì u hồng bây giờ nó cũng ra đây. Người ta gọi là chưa rõ ràng là hoa hay lộc. Đại gia chưa rõ hoa lộc. Cạnh bên này. Đây. Để mình xem nào. Ôi giời. Chưa rõ ràng là hoa hay lộc. Mình xem cành khác. À cành bên này nó là hoa các bạn ạ. Là hoa. Thì ở đây mình không tưới tắm gì cả. Mình sang cây thứ hai. Mình chỉ đứng hai cây nhá. Đứng cây thứ hai như thành bốn cây bởi vì là mình đứng một chỗ thôi, mình chẳng đứng nữa, mệt lắm. Mình sang cây thứ tư, thứ năm đi.
xem tình hình hoa lập nó như thế nào. Đứng cây đây nhá, đứng giữa hai cây. Ôi giời, ui trời ơi, con chó mình nó ra đến nằm cho ông chủ đi. Trông nó lớn đến đâu nhá, trẻ con các bạn ạ. Sau vụ vải, ui giời, xa quá, không gần cây nào cả. Sau vụ vải chó mèo mình nó không thấy về nữa, mình bắt hai con. Con này tuy nó lớn mình mấy cân, nhưng là trẻ con các bạn ạ. Tại sao mình quay cây này? Bởi cây này là cây của anh và hai vợ chồng của một chú, một em ở dưới Lạng Giang, bên Khoanh. Đây, đây, nhìn như lộc nhá, mình nhìn bông khác xem. Đây, như lộc. Đây, như lộc. Những cây này mà trông nó như lộc mà chưa rõ ràng. Riêng với năm nay, nếu như rõ hoa như cây vừa rồi mình quay thì mới là hoa. Còn bây giờ báo trắng, nhú trắng thì chưa chắc là hoa, có thể là lộc. Như vậy đang bắt đầu nhìn nhí một phân hai phân như này, chưa rõ lộc hay hoa, thì các bạn dùng các sản phẩm dầu lân và, ôi rồi, dầu lân và kali. Ví dụ mình hay dùng cái sản phẩm là, ôi đứng xa quá rồi, MKP hoặc là 7540, 7544 để chúng ta phun, thì ức chế phần nào về lộc, chứ không diệt lộc hoàn toàn. Còn nếu muốn diệt lộc hoàn toàn thì anh em và các bạn dùng các sản phẩm có chất ức chế sinh trưởng, đó là ethylene và acid apoxic. Tuy nhiên bây giờ nó quá muộn, đặc biệt năm nay các bạn quan sát phần đầu mấy cây đầu mình quay video thì năm nay là một năm cực kỳ khó khăn làm. Cho nên bây giờ chúng ta cứ cho ra đã, được bao nhiêu tính tiếp, chứ bây giờ là chúng ta phun ức chế thì nó không phù hợp. Mình chia sẻ trong các video rồi. Đây, cây này mình ghép u hồng đây, u hồng ở dưới các bạn quan sát. Hoa đây, mình rất là ngắn. Đây, hoa rất là ngắn. Mình đi tiếp sang khu này, mình gọi là khu giữa vườn, nhưng mình đang đi chưa đến giữa vườn nhá. Úi trời, trời, gần nhà mình đây rồi. Cái khu có hai cây vải che nhà mình đã chặt đi rồi. Bây giờ mời các bạn xem một cây ở khu giữa vườn. Mình đã cu qua cái khu gọi là cung mít sang khu giữa vườn, xem nó như thế nào. Mình đứng giữa một hàng hai cây để quan sát. Ôi giời ơi. À, trước khi lên quan sát trên ngọn mình xem dưới gốc như thế nào nhá. Ôi giời ơi, xem dưới gốc hai cây này nó như thế nào. Ôi trời ơi, cái cây gãy. Đây, mình quan sát dưới gốc. Năm nay vải nó ra lộc rất nhiều các bạn ạ. Dưới gốc này nó ra lộc hết rồi. Đây, dưới gốc ra lộc nhé. Dưới gốc ra lộc. Dưới gốc ra lộc rồi các bạn ạ. À, cành trên này trông toàn lộc, nhưng mình nghi nó là kẹp hoa những toàn lộc các bạn ạ. Dưới gốc toàn lộc rồi. Bây giờ xem trên ngọn nó như thế nào. Trên ngọn nhé. Xem trên ngọn nó có hoa không. Mình thất bại các bạn ạ, thất bại thảm hại rồi. À đây, đã bắt đầu báo nhú rồi. Đây, nhưng nó chưa rõ ràng. Mình đứng cao lên một chút. Đâu? Đây, báo rất là trắng nhá các bạn nhá. Nhưng mà cứ khi nào ra hoa rõ ràng mới biết. Còn báo trắng này thì chẳng có một chút cơ sở gì cả. Đây, đều thế nhá. Mình xoay sang cây bên này xem như thế nào. Ở đây, cây bên này báo rõ hơn một chút. Đây, các bạn quan sát thật rõ nhé. Mình dừng video thật lâu để các bạn nhìn. Đây, mình dừng tí, các bạn nhìn được kỹ nhé. Đây, một cành khác nhé. Đây, hoa hay lộc thì các bạn tự nhận xét nhá. Đấy. Đấy. Ôi giời, mệt quá các bạn ạ. Đây gọi là, mình gọi là khu giữa vườn. Thì nó như thế nào? Thì các bạn đã nhìn thấy. Thôi bây giờ mình không vác thang nữa. Vác thang đi quá là mỏi. Mình đi ra cái khu bờ ao.
có một cây mình gọi là vườn sâu vườn xa. Bởi cây đó là một cây đặc biệt, chăm sóc bón phân đều rất hạn chế. Nhưng dây tán nhá, nó nhú lọc rồi. Đây dây tán nhú lọc rõ ràng rồi các bạn ạ. Ở trong tán năm nay quá khó làm ăn. Ngoài một chút thì nó lại hơi có một chút hoa. Mình ra ao nhá. Ra ao. Những cây bờ ao xem nó như thế nào. Đây là những cây ghép gần như là thành hà hết rồi. Như này. Thành hà nó kèm lộc. Thành hà nó kèm lộc các bạn ạ. Thành hà kèm lộc rất là nhiều. Đây. Thành hà kèm lộc rất nhiều. Đây là khu bờ ao nhà mình rồi. Cây này ghép cơ bản là thành công rồi. Nếu vải thiều không ra hoa thì mình chặt luôn vải thiều đi rồi. Đấy. Nhưng cứ đợi đã. Đây. Đấy. Đợi. Đây. Ngọn này hoa đẹp hơn. Chỗ này mình không tưới tắm, không chăm sóc gì đâu. Cho nên hoa nó ngắn. Bởi vì mình cũng chưa đến thời gian thu. Ô. Không ngờ bên này hoa đẹp hơn các bạn ạ. Đây. Đây. Tiếp theo cây này gần bờ ao nhá. Đây gần bờ ao đây. Các bạn nhìn xuống này. Có rãnh nước đấy mình đang soi. Nhưng không nhìn thấy. Xem cây này nó như thế nào nhá. Báo rồi. Báo rồi các bạn ạ. Ô trời. Đây là rõ là hoa nhá các bạn nhá. Đây. Hoa. Đây là hoa đây. Các bạn nhìn rõ đây. Hoa không hề có một chút lọc nào. Nhưng mà trời tối nhưng nhìn không rõ. Không hề có một chút lọc nào. Bây giờ mình đi qua cái khu gọi là giữa vườn. Đi qua khu giữa vườn. Mình đã bừa một lần. Và bây giờ bệnh sương mai của cây vải phát triển rất mạnh. Các bạn quan sát này. Lá rụng rất là nhiều. Quan sát qua vùng giữa vườn. Lá rụng nhiều lắm. Rất là nhiều. Ô đây. Ôi trời. Hoa. Nhưng mà lọc là chính. Đây là khu giữa vườn. Đây đây. Hoa kẹp lọc các bạn ạ. Cái này các bạn phun MKP và NPK dầu kali nhá. Đây các bạn nhìn rõ này. Đấy, màu trắng trắng là màu hoa kẹp lọc nhá. Các bạn nhìn kỹ chưa? Đây. Hoa kẹp lọc, ôi. Cành này thì lọc hoa đẹp hơn. Trong tán các bạn ạ. Trong tán. Đây. Đấy, hoa kẹp lọc rất rõ ràng. Mình vuốt cành này xuống cho các bạn. Anh em các bạn nhìn dễ nhìn. Nhưng mà buổi tối nó sẽ bị chói. Hoa kẹp lọc rất rõ ràng. Đây vẫn là khu trong gọi là trong vườn nhà mình kia. Đây cho chói. Ở đây có cái bể. Mình hãy phun nước sâu. Cây này mình cũng quay rất là nhiều. Từ bấm tỉa. Nhưng mà chưa có dấu hiệu gì cả. Chưa có dấu hiệu. Nảy nảy nhưng mà chưa biết là hoa hay lọc. Đây. Chưa biết là hoa hay là lọc. Đây, đang nảy mắt rồi. Tiếp theo, mình đi sang cái rãnh này là khu bên này mình gọi là khu... Ôi chà, khu vườn trúc. Toàn lộc các bạn ạ. Đây, lộc. Toàn lộc. Đây, dưới gốc là toàn lộc rồi. Hỏng rồi, thất bại các bạn ạ. Năm nay năm mình thất bại thảm hại đấy. Đây, khu vườn trúc. Ôi chà. Phê quá. Ở đây, bắt đầu nảy nảy nhưng mà trong kẽ có hoa các bạn ạ, đặc biệt quá. Ở trong kẽ có hoa. Nhưng mọi năm cứ 50% là mình bỏ đấy, nhưng năm nay mà 50% mà vải mất mùa là mình chơi đấy. Mình chơi đấy. Đây khu bên này, khu vườn trúc có những cây cây sam hương, bây giờ đang rụng lá. Úi dồi, lộc này. Cái này lộc rõ ràng rồi, trong tán nhá. Đây, cành nó to như thế này. Mình quan sát tiếp những cây tiếp theo. Cao quá, không nhìn thấy. Trong tán là lộc hết rồi. Cây này cũng ra lộc rồi. Cây này cũng ra lộc các bạn ạ. À. Đây. Ra lộc hết rồi. Trong tán ra lộc hết rồi.
thất bại rồi các bạn ạ. Ôi, thất bại thảm hại rồi. Xem cây bên này xem nào. Ôi, trong tán toàn lộc thôi. Mình không trèo lên nữa mệt lắm. Thôi cây này nó thoáng mình trèo lên nhé. Ôi, trong tán này lộc như kẹp một chút xíu hoa. Mình trèo lên một xíu xíu xem nào. Ui. Ôi, trên này lại có hoa các bạn ạ. Đây. Ôi trời, mình chưa bật flash à? Ôi, cứ tưởng bật flash. À, đây không phải không bật được mà là hết pin rồi các bạn ạ. Đây. Hết pin flash không lên được rồi. Đây là khu gọi là vườn trúc. Bây giờ mình sang 4 cái cây. Hết pin flash nó không bật được. Dạo này mình đi giao lưu cả ngày cho nên không nạp điện thoại được. Mình sang cái cây khu này gọi là khu 4 cây mình tỉa ở đây. Xem trong gốc trước. Ôi trời ơi. Lọc rồi. Trong gốc lọc rồi. Rồi. Nhưng bên này lại có kẽ trắng à. Ngang cây lại có kẽ trắng các bạn ạ. Còn dưới gốc là lọc. Dưới gốc là lộc, nhưng ngang cây, tầm cây ngang trở lên thì lại có kẽ trắng. Thấp là lộc. Đây chính là khu 4 cây mình chỉ để ra một lượt. Một lượt lộc thôi. Xem cây này. À, hoa kèm lộc này. Rồi, khó nhìn quá nhỉ. Thôi mình tiếp tục sang hai ruộng nhá. Xong sang về thôi. Mệt quá các bạn ạ. Ô, lộc này. Một lộc kèm hoa này, đây. Đấy, đây. Lộc kẹp hoa nhé. Đây lộc, ô dưới này cũng lộc kẹp hoa này. Thôi mình dừng video nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Mình về đây. Mình về nhà. Năm 2023 là một năm làm vải khó nhất trong lịch sử từ khi mình biết làm vải. Năm 19 và năm 17 cũng khó. Tuy nhiên nó không khó như thế này. Với một thời tiết như thế này, nếu như với các cụ ngày xưa, mình nghĩ tin chắc đó là mất mùa 100%. Còn này, ngày nay, chuyên môn kỹ thuật của anh em đã lên, đặc biệt có kênh YouTube chia sẻ có nhiều biện pháp kỹ thuật để chúng ta ức chế lộc và hạn chế lộc để cho ra hoa thì nó mới ra được một số. Cho nên mình nghĩ làm YouTube này hay là chia sẻ này nó cũng hết sức là tác dụng đối với anh em và những người chưa biết. Thôi mình đã về đến nhà rồi. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon.